Wow, thật sự rất là bất ngờ luôn mọi người ạ. Từ trước đến giờ mình luôn giữ cân nặng ở mức 45 cân. Nhưng từ khi mà sử dụng thuốc tính Minimo này, mình đã từ 45 cân và mình tăng lên được 51 cân. Đó là một con số mà mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể đạt được. Thì công việc của mình thì luôn phải bay đi nhiều nơi và mình là một tiếp viên hàng không thì lúc nào cũng cần phải có một sức khỏe tốt để có thể làm việc thật tốt và một khuôn mặt tươi tỉnh và một thần thái lúc nào cũng thoải mái. Thì sau khi mà tâm sự với người chị đồng nghiệp thì chị có giới thiệu cho mình một loại thuốc rất là tốt, đó chính là thuốc Rinnibo này. Đây là một loại thuốc dạng sủi, uống rất là dễ và khi mà uống mình có cái cảm giác mà ngon, kích thích sự ăn uống, ngủ dễ và ngủ rất là sâu. Và sau khoảng 2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là cái cân nặng của mình nó thực sự là nó đang có cái sự cải thiện và mình cảm giác là mình ăn ngon hơn, mình ngủ sâu hơn và ngủ cũng dễ dàng hơn nữa. Và đặc biệt là cái viên thuốc này nó không hề tích mỡ thừa. Tuy là mình đã tăng lên được 5-6 cân nhưng mà mình không bị tích mỡ thừa ở trong người. Cho đến nay thì mình đã sử dụng được khoảng 5 tháng rồi và mình thực sự là thấy rất là thoải mái và khỏe mạnh. Mỗi lần mà có những cái chuyến bay dài thì mình chỉ cần cầm theo cái viên thuốc Dreamibo này thôi là mình có thể yên tâm, có thể làm việc một cách hiệu quả nhất. Và có những ngày mà về muộn hoặc có những ngày mà có những chuyến bay liền kề nhau thì mình cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Hồi đó là tôi cao 1m58 mà nặng có 42 cân thôi. Mà bây giờ đã 48 cân rồi. Đợt đấy thì bạn bè ai cũng trêu là đầu hai rồi mà trông cứ như trẻ con ấy, tại vì là tôi gầy quá. Thú thực là tôi ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Từ đợt mà sinh viên ấy là phải tự trang trải kiếm tiền học phí, ở xa nhà thì những cái việc ăn uống và sinh hoạt thì nó không được như là lúc mà ở với bố mẹ. Đến lúc ra trường thì những cái guồng quay công việc cuộc sống rất là bận cho nên là tôi người lại càng tong teo hơn. Thấy như thế thì chị tôi sốt ruột quá, sốt ruột thay cả tôi mới lên mạng tìm hiểu và có mua cho tôi một cái loại thuốc Dream Label hỗ trợ ăn ngủ ngon này. Tôi dùng được gần một tháng thì bắt đầu cảm thấy là ăn uống ngon miệng hơn, đến bữa còn cảm giác là thèm ăn cơ và ngủ cũng ngon hơn và sâu giấc hơn. Dùng sử dụng hiệu quả thế cho nên là tôi đã sử dụng tiếp cho đến nay là được gần 3 tháng rồi. Và mọi người ai cũng khen là có da có thịt trông xinh hơn hẳn. Tổng cộng là tôi tăng được khoảng 6 cân. Và khi mà tăng cân thì mặc quần áo vừa vặn tôi cũng thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và chị tôi thì cứ trêu là đắp bao nhiêu tiền của mà không đắp được tí thịt nào lên người thì đúng là phí tiền. Nhưng mà thực sự là cái thuốc Dream Lipo này thật sự là rất là hiệu quả và đáng sử dụng mọi người ạ. Qua đây thì tôi cũng khuyên mọi người rằng là những ai mà đang bị suy nhược này, cơ thể yếu ớt và ăn uống ngủ nghỉ không được tốt thì hãy sử dụng ngay cái em Dream Lipo này, thực sự rất là hiệu quả mọi người nhé. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tình trạng thiếu cân ảnh hưởng đến sức khỏe của người nghiêm trọng hơn cả thừa cân. Đây cũng là một trong những nguy cơ cao dẫn đến tử vong. Kết hợp trích xuất các thành phần có từ thảo dược, các nhà khoa học đã thành công trong việc tìm ra giải pháp hỗ trợ hiệu quả việc thiếu cân. Dựa trên cơ chế hoạt động theo triết lý giải quyết tận gốc rễ của vấn đề khó tăng cân, viên sủi tăng cân Dreamlipo với thành phần chính gồm canxi gluconate, cao sam 49, L-lysine cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất, được xem là giải pháp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp người sử dụng ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân hiệu quả và tăng cường sức đề kháng. Dreamlipo ấy, thì nó có cái mấy cái thành phần như thế này. Thứ nhất là cái sâm bố chính là nó bao gồm rất là nhiều các cái vi khoáng và đặc biệt thì nó có rất là nhiều những cái thành phần về axit amin cần thiết. Các nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng là khi mà đưa một cái chế độ ăn tăng cân ấy, mà có thêm lysine ấy, thì hiệu quả có thể tăng thêm khoảng 40%. Được ứng dụng công nghệ chiết xuất tinh lọc hiện đại, sản phẩm Dreamlipo bào chế dưới dạng sủi, có vị ngọt và hương vị dễ chịu, hòa tan với một lượng nước lớn, giúp khi đến dạ dày sẽ hấp thu nhanh, tác dụng hiệu quả trong tăng cường chức năng chuyển hóa và trao đổi chất.